KM5FX, một dòng vang số chỉnh cơ. Vâng, phải công nhận nó là chưa bao giờ hit hot được. Đây, minh chứng đó là tất cả những cái đơn lệnh của hàng ngày chúng em đi rất là nhiều. Nếu các bác nào có nhu cầu về cái dòng vang đưa vào phân khúc gia đình, phục vụ cho chúng ta nghe nhạc những karaoke, thì con KM5FX này nó vừa tầm tiền và chất lượng thì quá tốt. Hôm nay thì em sẽ test sản phẩm cho anh Nguyễn Tấn Kiệt, anh ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh có lấy bên chúng em 3 chiếc KM5FX, 3 chiếc vang số chỉnh cơ. Và của anh Quốc Thanh, anh ở Châu Đốc, An Giang, cũng một đơn nữa. Buổi sáng thì em đã gửi đi vài con rồi, và giờ em lại test tiếp 3 con này để chiều em cho đi tỉnh xa. Chưa bao giờ là hết hot. Bởi vì sao nó lại hot như vậy ạ? Vì chất lượng tốt mà giá thành thì vô cùng hợp lý. Đây, các bác nghe cái chất lượng tiếng nhạc nó xử lý nhé. Gần như chúng ta không cần đến những cái đầu giải mã hay những cái nâng tiếng nén tiếng gì, nhưng mà nó vẫn đạt được cái chất lượng pha nhạc bên xuống. Các giải âm tí tách chỉ có thể là ở KM5FX nó mới xử lý được như thế này. Nếu để mà cái dòng vang số chỉnh cơ, gọi là cơ lai số, số lai cơ, thì chưa có con nào có thể vượt được qua con này. Nó chạm tới cái mốc, cái ngưỡng chất lượng như những cái chiếc vang số cao cấp rồi. Bây giờ em sẽ test tiếng mic cũng như là chỉnh luôn tiếng mic cho anh về anh sẵn dùng, sẵn sử dụng nhé. Em đang ghép đến chiếc mic dây Subox M3000. Dòng mic này chỉ có 950.000 thôi, nhưng mà chất lượng thì vô cùng tuyệt vời. Các bạn nào thích thì cứ alo em. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Tất cả các chế độ mic em đã chỉnh với cái tầm này là tầm vừa đủ để chúng ta sử dụng. Nếu như các bác muốn hay mà bác nắm được thêm về cái kỹ thuật chỉnh thì về bác chỉnh thêm cho em nhé. Còn về nhạc thì em cũng chỉnh cho một chút cho bác, chủ yếu về nó hợp với cái bộ dàn âm thanh nhà các bác thôi, chứ ở nhà em có khi em chỉnh hay, nhưng về nhà các bác thì nghe một đôi loa nó bát 25 hay bát 20 thôi. Mấy cái không gian phòng nó chỉ rơi 20m² thì nó lại khác. Ở đây phòng của em nó rộng đến 70-80m², mà loa em là loa full, loa 30, em đánh đến đây. Mà các bác về ghép với âm ly nó cũng khác, cho nên em chỉ chỉnh được một cái mức trung bình thôi, còn về các bác chỉnh thêm. Thì em sẽ chỉ cho các bác cái cách để các bác chỉnh nhá. Như bên này sẽ là Music EQ, thì nó kiểu bass trung chép này. Nếu chúng ta thiếu ở cái giải nào chúng ta chỉnh ở giải đó. Còn bên này là phần mic EQ. Mic EQ chúng ta can thiệp được vào bass trung chép, có nghĩa chỉnh cái tông mic của mình đấy. Còn sang bên này là các nút volume to nhỏ của kênh mic 1, mic 2 và đằng sau. Con này hai cổng mic trước và ba cổng mic sau, nó sẽ có 5 cổng mic vào. Nhưng các bác lưu ý cho em nhé, các bác đằng sau mà cắm cổng mic 1 thì các bác đằng trước các bác muốn hát thêm một cái mic dây nữa, các bác cắm cổng mic 2 ra. Đấy, đấy là trường hợp chúng ta ghép mấy bộ mic không dây. Bên này phần effect này, effect chúng ta có thể đưa được delay, repeat, reverb, nó chỉnh cái hiệu ứng cho cái hiệu ứng echo của ta nó mượt mà hơn về cái chất lượng của tiếng mic. Và có đây một cái màn hình nho nhỏ để chúng ta có thể chuyển được các chế độ như là lập trình sẵn của tiếng mic từ 1 đến 8. Đây, chúng ta có thể chế độ, em thường hay để chế độ 5, và chế độ 5 là chế độ echo và reverb thì nó sẽ mượt mà cái tiếng mic. Thường thường là sẽ để chế độ đấy. Tất cả các sản phẩm mà chúng em test ra chúng em sẽ để về cái chế độ này, chế độ hay nhất. Và con này là 48 bit DSP nhá, sử dụng những con chip của những con vang số cao cấp. Và em sẽ đi đến
ghép con trên xong xuống con dưới nữa. Em sẽ lần lượt test đủ 4 con cho các bác. Khi các bác đặt hàng bên chúng em, các bác yên tâm. Trước tiên em sẽ tắt cái đẩy đi. Em đang test lên con thứ trên nhất đây. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên. Cái chế độ mic của con này thì đang ở chế độ mặc định hướng 12 giờ. Thế nên là như thế này thôi. Rồi cả về các bác chỉnh thêm cho em nhé. Chỉ cần nhích thêm một chút delay hoặc repeat là nó khác hẳn rồi. Hoặc tiếng reverb nữa. Em đang để hướng 12 giờ nhé. Để cho các bác về các bác dễ căn chỉnh. Thừa để các bác giảm mà thiếu các bác tăng. Em hãy tăng thêm một chút chép bên giải mic music EQ để cho nó tách tách tí. Đấy. Tăng thêm một ít giải chung cho nó sáng tiếng. Cho thêm tí trống cho nó căng. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trống hú cực tốt luôn. Ê. À quên. Em quay, bài. Đấy. Đôi loa khủng của em mà nó không hề zip thì đang ở bật mic nhá. Trả lại chuyện hai đứa mình. Vâng, em lại tiếp tục là xuống con thứ 3. Đến từ trên xuống, xong đến con thứ 4. Và các bác đã thấy con bên thứ 5 bên dưới không? Con đấy là con vàng mới nhất. Chúng tôi em sẽ lướt qua một tí cho các bạn tham khảo nha. Em sẽ tiếp tục đến con thứ 3, đếm từ trên xuống nhé, con này nhé. Em sẽ tăng thêm chút chép nữa cho nó thêm tí tách. Đấy. Những cái hiệu ứng này em để hướng 12 giờ. Đây. Đây là các bác sẽ hiểu là cái câu nói mà vang số chỉnh cơ là nó như thế này ạ. Đấy. Phần bên này nó sử dụng những con chip nhớ này. Cái hiệu ứng echo reverb của hệ số nhá. Còn cái phần bên này thì chúng ta chỉ cần cái bút điện này hay cái tô vít là ta chỉnh. Đấy. Vang số chỉnh cơ nó là vậy các bạn. Dễ sử dụng trong phân khúc gia đình. Mà những người trung trung tuổi như các bác khách hàng bên chúng em thì thường về cái phần mềm để chúng ta setup vang số thì gần như không nắm được. Ngay cả bản thân chúng em là những thanh niên trẻ tuổi, nhưng mà nếu update thì cũng cố gắng lắm. Bởi vì chúng em làm nghề, nhiều khi chúng em đi những cái công trình, có những cái phòng nó gặp rất nhiều các khó khăn trong việc update. Khi chúng em update thành công rồi chỉ vài ngày thôi. Các bác khách hàng chủ nhà dùng khi không nắm được cái kỹ thuật là cứ hay động vào hoặc là tắt điện đột ngột, nó sốc điện là nó sai lệch tần số của những cái vang số đi. Chúng em lại cất công lặn lội đi lên để set lại. Cho nên là hiện nay chúng em đưa tất những cái phân khúc karaoke gia đình, dùng trong gia đình thì chúng em đưa tất những cái phân khúc, những cái dòng vang số chỉnh cơ này vào. Vừa dễ cho các bác mà cũng vừa thuận lợi cho chúng em thì chúng em bán sản phẩm ra.
lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên. Đây là con thứ 3 từ trên xuống dưới, và em sẽ tiếp tục con thứ 4 từ trên xuống dưới. Đây con này, con cuối cùng của cái đơn 2-3 khách hàng đặt KM bên chúng em. Em sẽ ghép cho các bác nghe nốt cái con WeWord K10BL này. Đấy, xuống con thứ 4 nha các bác nha. Thử 4 con rồi mà cứ vẫn quên không bật đẩy đấy. Nó vừa hết nha. Em đi vào test luôn tiếng mic để đỡ mất thời gian của các bác. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Lên. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Vậy là em đã đi đúng quy trình, đi hết quy trình test 4 sản phẩm cho 2 bác khách hàng của chúng em. Đây, một bác Dương Quốc Thanh, bác ở Châu Đốc, An Giang, bác có lấy bên chúng em một chiếc, vâng, một chiếc KM5FX. Thế là chiếc của bác bên dưới đây. Và anh Nguyễn Tấn Kiệt, anh ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, anh lấy em 3 chiếc, cái 3 chiếc bên trên em có vừa test xong cho anh đấy, 3 chiếc bên trên. Rồi em sẽ dừng video đóng hàng cho các anh nhé. Ôi, xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin chân thành cảm ơn hai anh. Vâng, trước tiên xin cảm ơn hai anh và chúc hai anh và gia đình có thật nhiều niềm vui sức khỏe nhé. Và sau này cũng em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã quan tâm ủng hộ công ty chúng em từ trước đến nay, và cũng các bác khách hàng đang quan tâm và đang theo dõi mua hay chưa mua bên chúng em. Và nếu như các bác khách hàng nào có nhu cầu về các dòng vang số chỉnh cơ của hãng Gia hay là hãng WeWood, thì bên chúng em đang có những cái mặt hàng như là KM5FX này, và WeWood TF9 Plus và WeWood K10BL. Bên chúng em đang có những cái mẫu như vậy để phục vụ vào phân khúc karaoke gia đình cũng như là nghe nhạc hay là những cái quán bar sự kiện nhỏ nhỏ. Tiện lợi, dễ dùng, dễ sử dụng mà chất lượng thì quá tuyệt vời rồi. Quan trọng là giá thành nữa, giá thành thì lại cực kỳ êm ái, không có cao gì so với cái chất lượng của nó cả. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.